Chào anh chị các bạn nha. Ở đây là đang là khu nuôi ở biển Hải Thanh, Thanh Hóa, khu nuôi của anh Trường. À, đây là giống Việt Úc ha. Đấy, mùa này mùa đông. Nước rất là lạnh, cái hồ này từ 100 mét khối các bạn ha. Đấy. Tôm này là 265.000 kg. Tôm gì tôm 4 mấy con 265.000 kg. Quá lời chết luôn á. Đấy, tôm ngon, nhiệt độ rất là thấp nha. Coi lạnh không? Quá lạnh dữ á. Độ này chắc 23, 22 độ quá. Đo thử nhiệt độ nhiêu Huy? Nhiệt độ bao nhiêu? Chắc 23 độ á. Rồi, mà màu nước đẹp á. Đó. Màu này màu tôm này đẹp hơn nè. Bữa nay là thương lái thích nhiều chưa màu đó? Đó. Màu này là thích dữ chưa? Rồi em cứ để, nói chung là em nuôi được cái màu đấy đây. À. Mùa những cái mùa kia đó Huy thấy là màu đẹp lắm. Nó đỏ lên nữa chứ hơn nữa chứ mùa này thì nó ít ánh sáng đây. Mùa này là màu nó không đẹp bằng mùa trước là màu đẹp lắm. Con tôm bứt rồi cả. Giờ đang là tắt máy thổi khí, bây giờ là chạy cái hệ thống oxy để mà đảo nước. Đang chạy các bạn nha. Đang chạy bốn góc các bạn ha. Đây là một góc, kia hai góc. Rồi, như là ba góc. Rồi, ở đây bốn góc. Rồi. Ha. Đang gom oxy á, mùa này mùa lạnh mà tôm như vậy là rất là tuyệt vời các bạn. Rồi, xin chào các anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay là Huy đi thăm khu nuôi của anh Trường cùng với một cái farm VIP của công ty VIP lớn lắm, mấy trăm hectare và đang đi tham quan cái chương trình nuôi ở đây. Chương trình nuôi đặc biệt ở đây. Đây là giống Việt Úc nha. Đây là bỏ đầu đó, xi phong. Đây nó có cái gì nha. Ở trong đó nó có cái ống. Nó lấy cái bỏ đầu ở ngoài nè. Đấy. Mở lên rồi để nó hút bỏ đầu ra. Hút bỏ đầu ấy con luộc đồ nó ra đây. Có một dây rồi đầu kéo rồi. Đó, mấy đứa đẹp thả xuống. Cống lượt ở trong á. Đứng ở trên bờ ấy là người ta xử lý luôn thôi. Đó. Không có một tổ chức gì hết. Để có một tổ chức gì hết này đấy. Nó nằm ở đây thì mình xuống mình lấy đi thôi. Không là thôi. Leo xuống lấy thôi. Đơn giản ha. Đơn giản. Đấy. Nó có oxy đấy. Rất là dữ. Một cái ống mà mình kéo lên đây là. Cho anh Hồ Phi mở giờ giật tôm rồi nè. Hồ Phi các bạn nha. Quản lý khu vực phía Bắc. Đấy. Hồ Phi đang cầm tôm. Nói chung là bây giờ là lại xả được rồi đấy. Quá trời tôm. À, tay này là 50 con các bạn nha. Giá giờ là 260.000 kg. Quá dữ à. Kỳ này anh Trường lời 1 tỷ à. Quá dữ. Hồ bên này thì Huy, hồ bên này coi. Hồ bên này coi. Oxy rất là mạnh các bạn nha. Nhiệt độ nước đang còn 20 độ C. 20 độ hả? Dạ. Ngoài trời là 14 độ C. Ngoài trời 14, ở trong này 20 độ. Tôm vẫn ăn bình thường các bạn nha. Tôm vẫn ăn tốt, quá lạnh dữ ha. Quá dữ. Khu này được 10 bể không? 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10 bể. Quá đẹp. Oxy vi vu. Đang có tôm rất là nhiều các bạn nha. Mùa lạnh nhưng mà nuôi rất là tốt các bạn không? Mùa lạnh nhưng mà nuôi rất là tốt. Đấy, Huy mặc 3 lớp áo rồi nha. Đấy. Còn mấy ông này là ông mặc như đây không đấy. 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 Làm tê xương hết đây. Cái hồ ngoài này nhỏ hơn nè. Dạ, hồ này là sạch. Do nó lạnh á. Sao không che bớt lại? Hai hồ đấy, hồ che rồi. Giữ ba hồ đấy to
phớt lại chứ cho mỡ không phăng ra vậy mà. Chè hả? Hả? Làm 3 năm rồi, làm cái trường 3 năm thôi. Làm biến không chè phải không? À, là cái cây này, nói chung có mình sức đầu, sức đầu làm. Mình quản lý cả khu này đuối lắm chứ. Đấy, hệ thống oxy. Đang chạy hai cái đạo oxy ha. AT80.